Ngày 25 tháng 12, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Dương Văn Quý sinh năm 1979 và Phạm Xuân Tuân sinh năm 1980 cùng ngụ tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí. Qua công tác điều tra, Công an quận Tân Bình phát hiện một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn, nên theo dõi và nhận thấy các đối tượng luôn thủ súng đạn bên mình và hết sức manh động. Tối 7 tháng 12, các trinh sát phát hiện Quý điều khiển xe máy đi trên đường Phổ Quang có dấu hiệu nghi vấn, nên kiểm tra và phát hiện một bịch ni lông bên trong chứa hai bánh heroin. Qua làm việc, Quý khai nhận hai bánh heroin là của bạn đồng hương tên là Tuân, được Quý mang đi bán cho khách để kiếm lời. Từ lời khai, công an đã ập vào căn nhà của Tuân ở Bình Dương và bắt giữ được đối tượng. Khám xét, công an thu giữ hai khối hình chữ nhật bọc giấy màu vàng, chứa bột màu trắng được niêm phong trong một hộp giấy dán kín cùng một khẩu súng ngắn 50 viên đạn. Qua giám định là ma túy dạng thể trắng, loại heroin, có trọng lượng 710,75 gram.